Xin chào, tôi tên là Đoàn Hiển. Hiện tôi đang làm việc cho Ủy ban Bầu cử Victoria. Nếu quý vị có tên trong danh sách cử tri cho cuộc bầu cử Hội đồng thành phố vào tháng 10, trước 4 giờ chiều, ngày 28 tháng 8, quý vị sẽ nhận được bộ lá phiếu. Bộ lá phiếu này sẽ được gửi qua đường bưu điện cho quý vị vào đầu tháng 10. Nếu đến ngày 16 tháng 10 mà quý vị vẫn chưa nhận được bộ lá phiếu của mình, xin quý vị hãy gọi cho văn phòng bầu cử của Hội đồng thành phố Melbourne qua số 9209-0111 để yêu cầu gửi lại bộ lá phiếu mới. Chúng ta hãy xem trong bộ lá phiếu có những gì. Hai lá phiếu. Lá phiếu màu hồng để bầu thị trưởng, phó thị trưởng và quyển sách các bản tuyên bố của ứng cử viên. Lá phiếu màu xanh dương để bầu các nghị viên hội đồng thành phố và quyển sách các bản tuyên bố của ứng cử viên. Phong bì đựng lá phiếu, phong bì không cần dán tem và đã để sẵn địa chỉ. Tôi xin hướng dẫn cho quý vị cách bỏ phiếu hợp lệ. Chúng ta hãy bắt đầu với lá phiếu màu hồng và quyển sách các bản tuyên bố của ứng cử viên. Bước 1. Quý vị có thể nhờ ai đó đọc bản tuyên bố của ứng cử viên cho quý vị nếu cần. Tiếp theo, quý vị cần quyết định bỏ phiếu cho ai. Bước 2. Cách bỏ phiếu hợp lệ như sau. Quý vị viết số tất cả các ô vuông theo thứ tự quý vị chọn. Viết số 1 bên cạnh nhóm lãnh đạo quý vị muốn đắc cử nhất. Viết số 2 bên cạnh lựa chọn thứ 2 theo ý quý vị. Viết số 3 bên cạnh lựa chọn thứ 3. Quý vị phải viết số vào mỗi ô vuông. Bây giờ chúng ta hãy xem lá phiếu màu xanh dương và quyển sách các bản tuyên bố của ứng cử viên. Bước 1. Nhờ ai đó đọc quyển sách các bản tuyên bố của ứng cử viên cho quý vị nếu cần. Tiếp theo, quý vị cần quyết định bỏ phiếu cho ai. Bước 2. Để bầu cho các nghị viên hội đồng thành phố trên lá phiếu màu xanh dương, quý vị có hai cách thức. Cách thức thứ nhất, trên đường kẻ, quý vị viết số 1 vào ô vuông bên cạnh ứng cử viên hay nhóm ứng cử viên mà quý vị thích nhất. Vậy là xong. Hoặc cách thức thứ hai, dưới đường kẻ, quý vị viết số tất cả các ô vuông theo thứ tự quý vị chọn. Viết số 1 bên cạnh ứng cử viên mà quý vị muốn đắc cử nhất. Viết số 2 bên cạnh ứng cử viên thứ hai theo ý quý vị chọn. Viết số 3 bên cạnh ứng cử viên thứ ba. Quý vị phải viết số vào mỗi ô vuông dưới đường kẻ. Hãy để cho tôi hướng dẫn quý vị cách gửi lại lá phiếu mà quý vị đã điền. Bước 1. Bỏ lá phiếu màu hồng và lá phiếu màu xanh dương vào phong bì đựng lá phiếu. Bước 2. Ở mặt sau phong bì đựng lá phiếu, quý vị ký tên, viết ngày tháng năm sinh, viết ngày hôm nay và dán phong bì lại. Bước 3. Bỏ phong bì này vào phong bì không cần dán tem đã đề sẵn địa chỉ. Gửi lại lá phiếu của quý vị càng sớm càng tốt. Quý vị phải gửi qua đường bưu điện hoặc đích thân mang đến văn phòng bầu cử địa phương trước 6 giờ tối thứ 6 ngày 23 tháng 10. Melbourne của quý vị, lá phiếu của quý vị. Your Melbourne, your vote.